vị và các bạn đang theo dõi những thông tin y tế mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị, đau dạ dày không chỉ do ăn uống sai cách, mất ngủ, bệnh lý nền mà căng thẳng, stress cũng là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh này. Trong video này, hãy cùng tìm hiểu mối liên hệ giữa stress và bệnh đau dạ dày qua những tư vấn chuyên môn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng, nguyên Phó trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai. Stress là một trong những cái thủ phạm làm tăng bài tiết axit, tăng bài tiết rất là nhiều những men tiêu hóa, trong đó có axit chlorhydric ở dạ dày. Cho nên giảm stress, chế độ ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ thì sẽ giảm được những cái cơn đau dạ dày. Và nếu những cơn đau dạ dày vẫn xuất hiện rất là nhiều thì chúng tôi thường bổ sung thêm thuốc trung hòa axit, thuốc bọc niêm mạc dạ dày và thuốc giảm bài tiết axit. Như vậy, không phải tất cả các trường hợp viêm dạ dày, viêm đại tràng, viêm loét dạ dày do stress gây ra, nhưng sự căng thẳng có thể khiến hệ tiêu hóa của bạn trở nên tồi tệ hơn. Nếu tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên và liên tục thì sẽ gây ra viêm dạ dày. Stress gây ra bệnh đau dạ dày là bởi hệ thống tiêu hóa được điều khiển bởi hệ thống thần kinh ruột, giao tiếp với hệ thống thần kinh trung ương. Khi có sự căng thẳng thì hệ tiêu hóa bị ngưng trệ do hệ thống thần kinh trung ương của bạn tắc lưu lượng máu, ảnh hưởng đến các cơn co thắt của cơ bắp tiêu hóa, giảm tiết cần thiết cho việc tiêu hóa, nên bạn dễ bị nhiễm dạ dày do stress. Bên cạnh đó, stress có thể gây ra sự co thắt ở thực quản, làm tăng axit trong dạ dày và gây ra chứng khó tiêu. Ở thời điểm đầu mới chớm bệnh, các triệu chứng đầu tiên của bệnh đau dạ dày thường chỉ thoáng qua như đầy bụng, ợ hơi, ợ chua và chậm tiêu hóa. Người bệnh thường có cảm giác chán ăn, mệt mỏi vì hệ tiêu hóa làm việc không tốt. Lâu dần, nếu không cải thiện chế độ ăn uống cũng như giảm căng thẳng, thì các cơn đau nhói, co thắt ở vùng thượng vị sẽ xuất hiện. Bệnh dạ dày do stress cũng có thể gây ra tiêu chảy hoặc táo bón. Vì vậy, để điều trị bệnh đau dạ dày do stress hiệu quả thì cần có những hướng điều chỉnh phù hợp, cân đối lại công việc, cuộc sống của mình một cách hợp lý. Nếu mọi căng thẳng, mệt mỏi và stress được hạn chế một cách triệt để, kết hợp cùng một số lối sống khoa học, lành mạnh, thì việc điều trị bệnh là rất dễ và rất khả quan. Ngay khi xác định được nguyên nhân của bệnh đau dạ dày chính là do căng thẳng và stress, người bệnh nên tham khảo và áp dụng một phác đồ điều trị khoa học và thích hợp. Người bệnh cần điều chỉnh lại lịch sinh hoạt điều độ và sắp xếp công việc của mình phù hợp để giảm stress. Ăn uống lành mạnh, đủ chất và hạn chế các thực phẩm có tính kích thích cao đối với dạ dày, nhưng đồ uống có cồn, có chứa chất kích thích, các thực phẩm có tính lên men và tính axit. Ngoài ra, một số phương pháp phòng ngừa đau dạ dày do stress mà mọi người cần áp dụng bao gồm tập thể dục. Việc tập thể dục, hoạt động thể chất mỗi ngày sẽ làm giảm căng thẳng và kích thích việc phóng thích các hóa chất trong não, được gọi là endorphin, để giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng của bạn. Bên cạnh đó, những người bị bệnh đau dạ dày liên quan đến stress thường có cải thiện rõ rệt nếu sử dụng các liệu pháp thư giãn như phản hồi sinh học, yoga, thôi miên, thiền định, thư giãn cơ bắp, hình ảnh tâm thần và thậm chí là cả âm nhạc. Khám với bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ cũng có thể giúp bạn tìm cách tốt hơn để đối phó với sự căng thẳng của bạn. Và đặc biệt, cần có một chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống cân bằng, nhiều rau xanh, hoa quả tươi, hạn chế chất béo, tránh rượu bia và các chất kích thích.